ngày 8 tháng 9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Phạm Gia Luật, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Hà Nam. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy đồng chí Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đúng quy định. Vi phạm của đồng chí Lê Đức Thọ mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân. Đồng chí Phạm Gia Luật trong thời gian giữ chức vụ Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Hà Nam đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện dự án đầu tư, quản lý, sử dụng tài chính, khai thác, tiêu thụ tài nguyên khoáng sản. Vi phạm của đồng chí Phạm Gia Luật đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Lê Đức Thọ. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Phạm Gia Luật. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Chiều ngày 8 tháng 9, lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự buôn lậu, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty Hoàng Sa, chi cục thú y vùng 6 và trạm kiểm dịch động vật, bưu điện. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua công tác quản lý địa bàn, đơn vị phát hiện nghi vấn một số doanh nghiệp có hành vi nhập khẩu trái phép hàng hóa là sản phẩm động vật nhai lại, bột hồng cầu, bột xương bò, cừu, thuộc diện không được nhập về Việt Nam nên tập trung xác minh, điều tra. Ngày 25 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hai lô hàng gồm 10 container bột hồng cầu heo có xuất xứ từ Pháp, là mặt hàng không đủ điều kiện nhập khẩu về Việt Nam, nặng hơn 117.600 kg, trị giá hơn 3,2 tỷ đồng. Số hàng này nhập qua cảng container quốc tế SBITC do công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa làm thủ tục thông quan. Kết quả điều tra xác định hàng hóa thuộc 10 container trên là bột hồng cầu bò được sản xuất tại một cơ sở của Pháp, được công ty Hoàng Sa nhập về. Công ty này do Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung làm chủ, đã ký hợp đồng mua bán với một công ty khác nhập khẩu. Sau đó, đơn vị nhập khẩu làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch HC của Pháp và thông đồng với cán bộ trạm kiểm dịch động vật cảng Bưu Điện, chi cục thú y vùng 6 để cho kết quả kiểm dịch đủ điều kiện thông quan. Kết quả điều tra bước đầu xác định, ngoài công ty Hoàng Sa, Bình và Nhung còn thành lập 5 công ty khác để nhập số hàng trên. Qua đó, ngày 31 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự buôn lậu, đưa hối lộ, nhận hối lộ, khởi tố 12 bị can. Trong đó, hai bị can Trần Nguyên Bình, Đỗ Thùy Nhung bị khởi tố về tội đưa hối lộ và buôn lậu. 5 bị can Đặng Minh Đức, Nguyễn Thị Hiền, Trần Thị Thanh Luyến, Nguyễn Thị Kiều Thi, Huỳnh Văn Thịnh bị khởi tố về tội buôn lậu. Tất cả 7 bị can này thuộc công ty Hoàng Sa. 5 bị can thuộc chi cục thú y vùng 6, gồm Bạch Đức Lửu, Lý Hoài Vũ lần lượt là chi cục trưởng và phó chi cục trưởng chi cục thú y vùng 6, Trần Trung Nhân, Nguyễn Minh Thành, đều là phó trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật cảng Bưu Điện, và Nguyễn Văn Trung, kiểm dịch viên trạm kiểm dịch động vật cảng Bưu Điện bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Chiều ngày 8 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức công bố quyết định và trao khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy xét nhanh nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, dẫn đến chết người, xảy ra tại khu vực biên giới cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú, An Giang, giáp với thành phố Sampeopao, tỉnh Cang Đô, Vương quốc Campuchia. Ông Nguyễn Thanh Bình,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã thưởng nóng 50 triệu đồng và tặng bằng khen 4 tập thể, gồm Phòng Trọng án Cục Cảnh sát Hình sự, Phòng 5 Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ, Bộ Công an, Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang, Phòng 1, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang và 6 cá nhân thuộc các đơn vị. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cũng tặng giấy khen cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy xét. Trước đó, cuối tháng 8 năm 2023, do không đủ điều kiện xuất cảnh, một nhóm 5 người từ nhiều tỉnh thành phía Bắc đã rủ nhau liên hệ qua mạng xã hội với một số đối tượng tự nhận có thể tổ chức vượt biên trái phép sang Đài Loan tìm việc làm. Tuy nhiên, khi đến Campuchia, họ lọt vào đường dây tội phạm có tổ chức, bị tra tấn dã man, tống tiền gia đình khiến một người thiệt mạng, 4 người may mắn trốn thoát về Việt Nam qua địa bàn huyện An Phú. Nhận thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có yếu tố nước ngoài, Công an tỉnh An Giang lập chuyên án, phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương, điều tra, truy xét, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội. Ngày 8 tháng 9, tại Hà Nội, đã diễn ra tọa đàm trực tuyến bàn giải pháp ngăn chặn và xử lý xâm nhập lậu, bảo vệ người trồng sâm Việt Nam. Ông Nguyễn Trọng Lịch, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Lai Châu cho biết, trên địa bàn tỉnh Lai Châu chỉ có 35 hectare trồng sâm với 22 doanh nghiệp, hợp tác xã và hơn 200 hộ gia đình tham gia. Đến nay, sâm Lai Châu chưa được bán đại trà, nhưng trên thị trường lại có rất nhiều sâm nhập từ Trung Quốc về Việt Nam lấy tên là sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu. Thậm chí, một số nơi còn nhập cây giống sâm Trung Quốc về trồng trà trộn với sâm Việt Nam rồi gắn mác sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu. Trên thị trường hiện nay, giá sâm Ngọc Linh chính gốc loại một lên đến hơn 300 triệu đồng 1 kg. Sâm Lai Châu cũng có giá trên 120 triệu đồng 1 kg. Cơ quan chức năng đã nhiều lần phát hiện tình trạng nhập lậu sâm không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc về Việt Nam, trà trộn rồi mạo danh sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu để bán với giá rẻ hơn sâm chính gốc vài chục lần. Theo ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý Thị trường, trong 8 tháng đầu năm 2023, đã xử lý hơn 4.400 vụ việc liên quan đến sâm nhập lậu. Cơ quan chức năng không chỉ phát hiện nhiều cửa hàng bán sâm không rõ nguồn gốc mà còn phát hiện thêm nhiều sản phẩm bánh kẹo, mỹ phẩm, dược phẩm mạo danh nguồn gốc sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu. Chiều ngày 8 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án. Khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. 4 đối tượng bị bắt gồm Trương Minh Thiện, 33 tuổi, ngụ ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần; Lê Hồng Phẩm, 26 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè; Lê Hoàng Phúc, 36 tuổi, ngụ khóm Mỹ Cẩm A, thị trấn Cầu Ngang; và Nguyễn Hoàng Nam, 32 tuổi, ngụ ấp Hòa Lục, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang. Tất cả đều là học viên đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh. Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30 tháng 8, nhiều học viên tại cơ sở cai nghiện đang đóng trên địa bàn huyện Châu Thành la hét, leo qua tường rào bỏ trốn. Trong đó, 4 đối tượng trên dùng gạch, đá, bình chữa cháy tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ rồi bỏ trốn. Đến 21 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp cùng công an xã Đa Lộc, Công an huyện Châu Thành đã trấn áp, bắt giữ các đối tượng bỏ trốn đưa về cơ sở cai nghiện. Ngày 8 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, 31 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo, và 3 đồng phạm là Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương, Phan Hoàng Nam cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Hội đồng xét xử cho biết, xét thấy mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Vì vậy, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trang, Quy, Khương, Nam nên giữ nguyên bản án sơ thẩm. Theo đó, tuyên phạt bị cáo Trang, Quy và Khương mỗi bị cáo 9 tháng tù giam, bị cáo Nam 1 năm tù. Đồng thời, tòa cũng bác kháng cáo của bà Phạm Lệ Khanh về việc đề nghị thay đổi tội danh của các bị cáo từ tội gây rối trật tự công cộng sang tội cố ý gây thương tích.